giờ cái phẩm thuyết pháp là vô lượng nghĩa pháp môn có gì trong đó. Và có ai trong quý bác cứ, bởi vì chúng ta đây cùng học với nhau, không có ai mà dám tự nhận là thấu triệt kinh điển, là quán xuyến kinh điển. Người nào mà tự nhận là quân bác kinh điển là càng nguy hiểm nữa, bởi kinh điển không có quân bác. Bởi quân bác thì nó chỉ là đa văn mà theo nghĩa xấu, chứ không phải đa văn theo nghĩa tốt. Thì đâm ra tưởng này tưởng kia thôi, chứ thật ra kinh là nước nào ai cũng học hết. Chỉ có mấy bậc quý thầy, mấy bậc chân tu, quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, những một ngày chân tu, những ngày đức độ của những ngày. Chính cái đức độ nó khai mở cho chúng ta nhiều về kinh điển. Còn tất cả chúng ta thì tất cả đó, ngay cả những ngày mà tất cả, ngay cả lại Đại Bồ Tát còn hỏi pháp, Đại Bồ Tát Đại Trân Nghiêm còn hỏi pháp với Đức Phật nữa mà. Thì tất nhiên là phương tiện thiện xảo hỏi pháp vì chúng sinh. Thì chúng ta tất cả ở đây chúng ta đều học hết, lúc nào cũng phải học hết, học lại từ đầu. Và trong cái Vô Lượng Nghĩa có nói Đức Phật rất thương những người tân học. Nên là trong Vô Lượng Nghĩa là chú trọng đặc biệt, mà cái hàng mình đáng để ý nhất đối với Phật giáo là gọi là hàng mà tân, trong kinh Vô Lượng Nghĩa gọi là tân học, mới học thôi, mới học bắt đầu học sơ tâm đó. Và chúng ta lúc nào cũng là sơ tâm, cũng mới là tân học hết. Thì nếu mà chúng ta cùng tụng lại bao nhiêu lần nữa thì chúng ta bây giờ chúng ta thấy cái gì trong cái lạ lùng. Bây giờ chắc tôi có thể tôi khai diễn như thế này. Thôi bây giờ cô trưởng lớp ha. Rồi bây giờ thì tất nhiên là tôi chuyển nhờ bác. Đọc Phật, thì theo con đọc sơ qua thì có cái ý niệm trong cái bài kinh này thì nói là Đức Phật trong 40 năm thuyết toàn là những kinh như là tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thuyết tứ diệu đế hoặc là thập nhị nhân duyên về những vị Bích Chi Phật và vị Bồ Tát về nhãn lục đạo, lục độ Ba La Mật. Thì trong số đó có vô số những vị chúng sanh là tỳ kheo ni, là những vị Long Thiên đều được chứng quả tùy theo cái mức độ hiểu biết của căn cơ của những vị đó. Thành ra cái đó kêu bằng vô lượng nghĩa. Mà Đức Phật từ trước tới nay trong 40 năm thuyết những cái giáo pháp đó là có một cái số lượng nào đó, chứ không phải là vô lượng nghĩa mà bây giờ Đức Phật muốn chuyển qua trong cái kinh Đại Thừa diệu pháp liên qua đó, thì Đức Phật phải giảng qua cái phần kinh vô lượng nghĩa để dẫn dắt chúng sanh mà trong cái số lượng hữu hạn mà qua tới cái số lượng mà vô lượng nghĩa. Cái gì là Phật không biết đúng. Cái hay cái chỗ này là mình không bao giờ mình nói mà mình cái điều mình thành tâm mà mình nói là không bao giờ nó có sai. Mà nó còn hay hơn nữa là không phải là ba phải, mà có nghĩa là cái hay chỗ này là không đúng và cũng không sai. Bởi vì nếu nói đúng thì đúng cái gì? Đúng một cái gì đó. Mà kinh, mình nói về kinh mà không thể nói là đúng kinh được. Mặc dù có chữ khế kinh nhưng mà nói mình là chưa phải là hiền hoặc là thánh, thì mình có nói về kinh đi nữa thì không thể nào mình nói đúng được hết. Bởi vì kinh không phải là một cái tiêu chuẩn để giống như tiêu chuẩn của một cái vật thể nào đó để mình nói đúng theo cái tiêu chuẩn đó. Kinh là nó không có tiêu chuẩn. Bởi thế mình nói kinh, nói đúng theo kinh cũng khó, mà nói sai cũng khó. Nhưng mà thật sự nếu mà là thành tâm thì nó tóm tắt lại là cái vị của bà trưởng lớp vừa nói không sai mà cũng không đúng. Nhưng mà cái không đúng đây không phải là chê. Bởi vì không đúng đây không phải là không đúng giống như là chính viết chính tả không đúng, hay là nói tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp không đúng, không phải thế đâu. Cái không đúng, không sai đây phải hiểu theo cái nghĩa của trung đạo, bát bất. Đó. Thì đó chỉ là một ý nghĩa trong những ý nghĩa. Thì bây giờ nếu mà tiếp tục với bác khác, có thể có nhiều bác không đồng ý với cô Diệu Thọ phải không? Không đồng ý với bà Diệu Thọ. Hay là có nhiều người đồng ý, nhưng mà tôi nghĩ rằng mỗi người ở đây đó, mỗi bác ở đây đó, nếu mà thành thật bình lặng tâm hồn lại, sau khi nếu mà lúc mà có mặt một mấy phút để mà tụng kinh vừa rồi mấy bác mà thành tâm đó, thì tôi nghĩ là mấy bác đều, mỗi người đều có một cái ý nghĩa riêng hết, đều có ý nghĩa riêng. Để mà nhiều khi không tiện trong cái lớp này, hay có nhiều bác mà không muốn phát biểu bởi vì thấy cái hoàn cảnh không tiện, hay là có nhiều bác không thích nói, có nhiều người bác nói vì lợi ích chúng sanh, có nhiều người bác không muốn nói cũng vì lợi ích chúng sanh. Thành ra nhưng mà nếu là tất cả đều phát biểu và kể cả tôi trong đó nữa, thì tất nhiên mỗi người đều có một ý nghĩa, đều phát